Xin chào anh em, hôm nay Cường tiếp tục giao lưu với anh em một tiểu cảnh mini anh em ha Cây này là cây mai chiếu thị lá lớn nha anh em, nhưng được làm mini cây rất là già Đây anh em so sánh cái quẹt ha, cây cao cái quẹt một tí xíu thôi anh em nha Dĩa là dĩa của Nhật Trắng Men anh em ha Đây cái này là phỏng theo cái tiểu phẩm tác phẩm Cường làm là cây gió lùa Gió nó lùa từ bên đây qua ha Rồi cây này Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 1 triệu 000 Chưa bao gồm phí ship anh em nha Cường xin nhắc lại là 1 triệu 250k chưa bao gồm phí ship ha Rồi anh em nào muốn sở hữu tiểu cảnh mini này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường Đó là 0374 113366 Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366 Với giá là 1 triệu 250k chưa bao gồm phí ship anh em nha rồi cái này rất là gọn tiểu cảnh nằm trong lòng bàn tay của mình ha anh em có thể đem đi uống cà phê hoặc là trang trí văn phòng bàn làm việc cũng rất là tiện nha rồi cường xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều